Đầu tiên cho phép Thái Hồng gửi đến cô bác anh chị cùng toàn thể các bạn trẻ lời chào thân thương và lời chúc tốt đẹp nhất. Chẳng mỗi tiếc muộn phiền chuyện
thế sự nơi trần gian. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng yêu buồn, chẳng nuối tiếc muộn thế.